trên bờ đừng có nổ nhiều quá. Đó, cái này nó chỉ chứ nước mà da mình nổ trên bờ là có nước không tốt. Mát được. Đúng rồi. Giờ anh bấm lại, bấm lại, anh bấm lên đề lại cái nữa. Test luôn. Bình ra cái em rút kẹp vô chứ anh rồi lên đường luôn nha. Thế ngon rồi, ngon như mơ, xe còn liền lặng luôn. Cái này dài dưới ra cái này bóng lén luôn á, bóng lén khen xà beng luôn á. Ra ra anh cắm vô đi, cắm vô chứ. Dạ vâng, đây 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 cho nó xếp rồi này vô thôi là xong. Ok. Thôi cảm ơn cho các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Và đây là một chiếc XL 1002 ba chỗ thì hai thì ba chỗ ngồi. Rồi, anh em đang ngắm nghía và khả năng là hôm nay hoặc ngày mai sẽ lên đường. Xe rất là đẹp nha các bạn, chưa giặt giũ luôn. Đây body như mới là mới ơi. Ốc lửa lầy luôn này, bao luôn, quá đẹp, tình yêu luôn, lường nó quá đẹp luôn. Như đây em xuống coi đi, anh đỡ lên cho xuống coi chuẩn, không cần chỉnh à. Không gì phải suy nghĩ cả. Ok. À, bên cạnh đây là một chiếc Yamaha 1001 hai thiền các bạn. Cái này như vỏ không nha, khoảng vỏ thôi. Còn đây là một chiếc 760 GB hai thiền, máy nổ luôn các bạn. Chiếc đẹp một chiếc 1008 nha, 1008 4 thiền, đời 2009. Máy rất đẹp, bao chuẩn luôn các bạn nha, 2008 luôn các bạn. Ok, anh em có nhu cầu liên hệ qua điện thoại 0903 070753 nha các bạn nha. Ok. Trước đây là GB 760. GB 760 2. Hai thì hai chữ rồi. Đẩy qua luôn. Có một khóm lủng. Bóng lẻn kẹn luôn. Anh bao mà. Xe không đẹp không ăn tiền. Còn đây là chiếc Coca-Cola 800. Coca-Cola 800 nha anh em ơi. Rất đẹp luôn. Ok nè, các bạn xem máy này GB GMG 800 các bạn nha. À, máy của em này các bạn xem này, máy hai máy nha. Hai máy nha, hai máy 800cc. Máy còn rất là đẹp các bạn. Ok, 800 GB đây, hai chỗ ngồi. Hôm nay trời mưa tốt ngày. Còn đây là chiếc XLT 1002 các bạn. Ba máy luôn. Đây là form 2 thì mà form lớn rất là vững, rất là đẹp. Máy nổ. Êm ái luôn các bạn. Cho nên 1002. Ngày 2 thì ok. Còn đây là 1008 nè, 1008 4 thì đời 2010 nha. Ờ à, máy chuẩn. Chiếc đó 1008 nữa hả? Chiếc đó là chiếc đó thường 2 lẻ mấy à. Thường đời 2 lẻ mấy thì nhiều. Còn đây là chiếc 1006 nha các bạn nha. Hôm nay mình làm video giới thiệu anh em xe chiếc Kia Moto nước. Hôm nay là 1006 đời 2007. Quá đẹp luôn các bạn.
Em đang đứng trước cổng để chờ tình yêu. Xe quá đẹp. Mình mở hộp cho anh em xem luôn nha. Đó. Đẹp quá đẹp luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Lâu lâu làm cái video mô tô nước anh em xem. Hầu như không chạy bao nhiêu hết, bên trong còn rất là sạch. Bình còn mới len keng luôn. Đó. Máy này các bạn. Đó các bạn thấy không? 103,9 kW, nó tương đương nó khoảng 130 mấy sức ngựa. 130 mấy 140, 10.000 tua các bạn. Máy quá đẹp luôn. Phải nói là quá đẹp luôn. Đẹp từng con ốc luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ qua điện thoại 0903070753 nha. Phần máy này các bạn, bên trong rất là đẹp. Yamaha FX 1600 4 tiền. Hình như mới chạy mấy chục giờ sao á. Chưa kiểm tra luôn. Các bạn xem đồng hồ các bạn. Đó. Đồng hồ của em này. Mai đổ thử anh em chơi. Rất là đẹp luôn. Giới thiệu về mô tô nước và tàu câu của Casey trên kênh Casey Machinery. Ở đây những em mô tô nước 4 thì và 2 thì các bạn có thể sắm một chiếc đi mùa hè. Bây giờ nhu cầu anh em mua sắm rất là nhiều, thì để giải trí cho gia đình hoặc là phục vụ kinh doanh. Ok, bên này là chiếc XL 1760 các bạn, rất là đẹp các bạn. Máy nổ luôn. Máy nổ luôn. Đó, máy rất đẹp luôn các bạn. Rất đẹp luôn. Quang óng ánh luôn các bạn. Quá đẹp. Bao chuẩn. Về với lùm lúa thôi, mùa lúa non chuẩn bị tới rồi các bạn, chuẩn bị chỉ có vụ gặt thôi, các bạn không phải suy nghĩ đâu các bạn. Ok, xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào, thân ái và hẹn gặp lại anh em nhé.